cậu bé ngồi xổm trên đường để nhặt diều, một chiếc xe container phi như bay tới. Ngay sau đó, bốn bánh của xe container hướng lên trời, một chiếc giày dính đầy máu lăn ra. Nhìn thấy con trai chết trước mặt, Louis đau khổ tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào lớn. Buổi đêm, anh chôn con trai trên sườn núi. Nhưng sau khi anh đi, một bàn tay nhỏ lại giơ ra từ trong ngôi mộ. Nửa tháng trước, cả nhà chuyển về nông thôn sinh sống. Nơi này rất nhiều cây xanh, hoa cỏ và chim muông. Không khí cũng tươi mới hơn trong thành phố. Cả nhà đều rất hài lòng về nơi này. Khuyết điểm duy nhất chính là trên đường quốc lộ trước cửa thường xuyên có những chiếc xe tải lái quá tốc độ. Louis đến đây còn chưa đầy 10 phút, cậu con trai mới chỉ 2 tuổi đã suýt nữa bị xe tải đâm chết. May mà hàng xóm Jude đã kịp thời xuất hiện, lúc này mới ngăn được bi kịch xảy ra. Nhưng trong cuộc sống về sau, chuyện kỳ lạ không ngừng xảy ra. Ngày hôm sau, Jude nhiệt tình đưa cả nhà Louis đi vào núi chơi. Bất giác, bọn họ đi tới một nghĩa trang thú cưng rậm rạp. Chỉ cần trong thị trấn có thú cưng chết thì sẽ bị chôn ở nơi này. Đã mười mấy năm trôi qua, bia mộ trong nghĩa trang đã có mấy trăm cái. Buổi tối, người bệnh đã từng chết trên bàn phẫu thuật của Louis đã tới tìm anh. Nhưng ngày sau đó, vong hồn lại biến mất. Louis tưởng rằng là mình đã gặp ác mộng. Anh quay đầu nhìn người vợ đang ngủ say. Đột nhiên vong hồn vừa biến mất lại xuất hiện ở trên đầu giường anh. Dưới sự kêu gọi của vong hồn, Louis đã đi theo ra ngoài. Như vậy, một người một ma đã đến nghĩa trang thú cưng rậm rạp. Vong hồn nói với Louis, bất kể thế nào cũng đừng vượt qua bức tường gỗ phía sau nghĩa trang. Cùng với một luồng ánh sáng xanh lóe lên, Louis đã mở mắt ra. Anh nhìn thử xung quanh, là ở trong nhà. Xem ra những thứ trải qua trước đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi anh vén chăn lên, lại phát hiện trên chân mình dính đầy bùn đất. Vài ngày sau, lễ tạ ơn đã tới, vợ đưa ba đứa con về quê nhà để đón lễ. Louis trước giờ không được bố vợ yêu mến đành phải ở lại trong nhà một mình. Không lâu sau, hàng xóm Jude gọi điện thoại cho Louis, nói có một con mèo đã bị đâm chết trước cửa nhà anh, nhìn có vẻ rất giống con mèo mà con gái anh nuôi. Louis nhìn con mèo đã chết cứng đơ, không biết nên làm thế nào để giải thích với con gái. Lúc này, Jude nói với Louis một cách thần bí rằng ông có cách, đây là một mảnh đất thần kỳ, chỉ cần chôn động vật đã chết ở đây, trong 24 tiếng, bọn chúng sẽ hồi sinh. HCO dù là người cũng không ngoại lệ. Louis đi theo Jude leo qua bức tường gỗ được tạo nên bởi những cành cây, sau đó lại băng qua một khu rừng. Sau khi vượt qua vài ngọn núi, cuối cùng đã đến được đích đến mà Jude đã nói. Đây là một nghĩa trang bên trên được vẽ hình thù kỳ lạ. Jude bảo Louis chôn mèo ở đây. Louis hỏi ông là vì sao, Jude lại từ chối trả lời, còn đưa công cụ trong tay cho anh. Thấy không thể hỏi được gì, Louis chỉ có thể cầm cuốc lên rồi đập mạnh xuống. Ngay sau đó, cuốc sắt không những không để lại bất cứ dấu vết gì trên lớp đất mềm, ngược lại còn trực tiếp tóe ra ánh lửa. Louis đào từ ban ngày cho tới buổi tối, cuối cùng đã đào ra một chiếc hố đất nhỏ rồi chôn mèo xuống. Sau khi về tới nhà, Jude dặn dò Louis, chuyện tối nay không được nói cho bất cứ ai, cho dù là vợ con cũng không thể. Ngày hôm sau, mèo cưng đã hồi sinh, đột nhiên xuất hiện, khiến cho Louis giật mình. Mười mấy phút sau, anh vẫn còn có chút sợ hãi, bắt lấy mèo để quan sát cẩn thận. Louis phát hiện, vết thương của mèo đã lành hẳn. Trên người lại bốc lên mùi thối rữa. Hơn nữa, nó vốn dĩ rất hiền nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng hung hãn, trực tiếp cào lên mặt anh hai vết. Louis khó hiểu đi tới nhà Jude. Anh thử thuyết phục bản thân rằng mình đã chôn sống chú mèo, nhưng bề ngoài của nó cho thấy, hôm qua mèo quả thực đã chết. Lúc này, Jude đã nói ra chân tướng. Hóa ra đó là nghĩa trang của người Indian cổ, có ma lực hồi sinh những sinh vật đã chết. Nhưng sinh vật được hồi sinh sẽ không còn dáng vẻ ban đầu. Vài ngày sau, vợ con từ quê về, Louis gọi Jude cùng đến đồng cỏ để dã ngoại. Đúng lúc những người lớn trò chuyện, con trai út đã đuổi theo chiếc diều và chạy lên đường quốc lộ. Ở gần đó, một chiếc xe container đang chạy như bay tới. Lúc này, Jude đã phát hiện ra nguy hiểm, ông mau chóng gọi Louis đi bắt con trai út lại. Louis dùng hết sức để chạy tới đường quốc lộ, lúc sắp tóm được con trai, anh lại bị ngã sóng xoài. Ngay sau đó, chiếc xe container đã lật nghiêng. Một chiếc giày dính đầy vết máu đã lăn ra giữa đường. Trong tang lễ, vợ không thể nào chấp nhận được cái chết của con trai út, ôm lấy mẹ và gào khóc. Louis khó khăn lắm mới dỗ dành được vợ ngủ. Nhưng khi anh nhìn thấy chú mèo trên giường, một kế hoạch to gan và điên cuồng lại hiện lên trong đầu. Người đàn ông đào con trai vừa được chôn xuống lên, sau đó vượt đèo vượt núi, chôn trên một sườn núi có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Vài tiếng sau, một hình bóng nhỏ nhắn xuất hiện trong phòng ngủ của Louis. Cậu bé mở tủ ra, lấy ra một con dao phẫu thuật trong cặp ra. Lúc này, Jude đang ngủ ở ban công đã thức tỉnh bởi một tràng tiếng cười ma quái của trẻ con. Ông biết cậu con trai út được hồi sinh đã quay lại. Jude cầm dao ra, cẩn thận đi tìm tung tích của cậu bé. Nhưng trong cả căn nhà này đều vang lên tiếng cười ma quái của cậu bé. Jude hoàn toàn không tìm được vị trí chính xác. Cùng lúc đó, người vợ vẫn luôn có chút bất an đã quay lại. Nhưng quỷ sai ma khiến thế nào cô lại đi vào trong nhà Jude. Vợ vừa lên tầng, lại trông thấy người chị đã chết từ rất nhiều năm trước. Nhưng ngay sau đó, chị gái lại biến thành con trai út. Vợ mừng đến phát khóc, giơ cánh tay ra định ôm lấy con trai. Ngày hôm sau, Louis lăn xuống từ trên giường. Anh vừa mở mắt ra liền trông thấy vết chân lấm bùn đầy dưới đất và cả hộp dao phẫu thuật trống trơn. Anh biết mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Lúc này, một cuộc gọi reo lên, đối phương lại là con trai sau khi đã hồi sinh. Cậu nói với Louis, cả tối qua cậu đã ở trong nhà Jude, còn chơi đùa rất vui vẻ với mẹ và Jude. Louis hoảng loạn, anh lấy ra thuốc an thần rồi đi thẳng tới nhà Jude. Nhưng anh vừa đi vào cửa đã sợ hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Cả căn nhà như thể đã bị bỏ hoang mấy chục năm, đồ dùng đều cũ nát, tường và cầu thang, chỗ nào cũng phủ đầy rêu xanh.
Đột nhiên, căn nhà lại hồi phục lại hình dạng ban đầu. Hóa ra tất cả những thứ vừa rồi đều là ảo giác mà con trai út tạo ra. Louis lấy thuốc an thần trong túi ra và đi lên tầng, tìm hình bóng của con trai út trong từng căn phòng. Khi anh đến phòng ngủ của Jude, chiếc ga giường bị kéo thấp xuống đã thu hút sự chú ý của. Nhưng điều khiến Louis không ngờ tới là dưới đó lại là xác của Jude. Anh run rẩy đi ra khỏi phòng ngủ, đột nhiên thi thể của vợ lại rơi xuống từ trên gác xếp. Louis sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất. Con trai út ác ma ngắm chuẩn thời cơ, trực tiếp xả lên người Louis, đánh bay thuốc an thần trong tay anh. May mà sức lực của Louis lớn hơn, anh đã hất văng con trai út ra, lại lấy ra một ống thuốc an thần, sau đó giơ cánh tay ra để thu hút cậu lại. Sau khi tóm được con trai út, Louis liền đâm một kim lên cổ của cậu. Chưa đầy nửa phút, con trai út đã dựa lên tường, không còn động tĩnh. Louis tưới đầy xăng trong nhà, sau đó dùng một mồi lửa để đốt cả căn nhà. Con trai đã trở thành ác ma cuối cùng, đã hóa thành tro bụi trong ngọn lửa lớn. Nhưng Louis lại bế vợ đã chết đi tới sườn núi đó. Đến đây, bộ phim kết thúc. Con người luôn khó quên đi những thứ đã mất, đến nỗi thường xuyên vì vậy mà sầu não trong cuộc sống sau này. Louis chính là vì không thể nào chấp nhận được cái chết của con trai, nên mới lựa chọn mạo hiểm để hồi sinh cậu. Cho dù đã gây ra sai lầm lớn, nhưng anh vẫn muốn đi hồi sinh vợ. Nếu cho bạn một cơ hội để sửa chữa sai lầm, bạn muốn bù đắp lỗi lầm nào trong cuộc đời nhất?